Xin chào các bạn, trong chuyên mục bạn hỏi Canabat trả lời ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi một vấn đề liên quan đến cách lên tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp là mẫu 05 QTT. Được chưa? Rồi, câu trả lời mà chúng tôi nhận được là như thế này. Trong năm 2017, doanh nghiệp có trả lương và khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho một cùng một cá nhân nhưng theo hai dạng. Dạng số 1 là hình thức theo kiểu dạng là hợp đồng thời vụ sẽ tính và khấu trừ thuế toàn phần. Dạng thứ hai là dạng theo kiểu dạng ký hợp đồng lao động chính thức 1 năm tính và khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Vậy thì thời điểm quyết toán thuế năm 2017 doanh nghiệp sẽ kê như thế nào? Ok, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này chúng ta lại phải bắt đầu bằng một số câu hỏi nhỏ. Cái thứ nhất là chúng ta phải xem tìm hiểu xem là cái mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân dành cho doanh nghiệp, ở đây là mẫu 05 QTT, nó bao gồm cái gì? Câu hỏi số 1. Câu hỏi số 2, và hay nói cách khác là một chùm câu hỏi, ở đây là gì ạ? Liên quan đến cá nhân được đề cập đến trong câu hỏi, ở đây là cá nhân như thế nào, đúng chưa ạ? Chúng ta chỉ nhắc đến trong câu hỏi đây là cá nhân, nhưng đối với thuế thu nhập cá nhân thì cái quan trọng như lúc trước chúng ta có trao đổi về các kiến thức cơ bản về thuế thu nhập cá nhân, bước đầu tiên của việc tính khấu trừ và tính khấu trừ quyết toán thuế cho một cá nhân thì chúng ta sẽ phải xác định xem tình trạng cư trú của cá nhân đó là như thế nào, đúng chưa ạ? Như vậy chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi nhỏ này trước. Với một cá nhân như thế này, câu hỏi đầu tiên là chúng ta sẽ phải xác định tình trạng cư trú của cá nhân đó. Giả sử như cá nhân này là cá nhân không cư trú. Rồi, đối với cá nhân không cư trú thì cái cách chúng ta khấu trừ tính và kê khai và nộp thay thuế cho cá nhân không cư trú này là như thế nào ạ? Đúng rồi, chúng ta sẽ phải áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần 20% trên tổng thu nhập chịu thuế của cá nhân đó, không giảm trừ, được chưa? Còn trường hợp nếu như cá nhân này là cá nhân cư trú, thì lúc đó chúng ta lại chia ra hai trường hợp nhỏ hơn. Trường hợp đầu tiên đấy là trường hợp cá nhân này có ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp, hay nói cách khác là ký hợp đồng lao động với cơ quan chi trả thu nhập hay không, hay là đồng thời cũng là cái trường hợp là ký hợp đồng lao động nhưng hợp đồng lao động đấy có thời hạn dưới 3 tháng. Được chưa? Đó là trường hợp này. Không có hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng lao động nhưng lại dưới 3 tháng. Được chưa? Với trường hợp này thì chúng ta được coi là gì ạ? Chi trả thu nhập mang tính chất vãng lai. Và khi chi trả thu nhập mang tính chất vãng lai cho cá nhân cư trú như thế này thì chúng ta cũng áp dụng biểu thuế lũy tiến toàn phần nhưng với thuế suất là bao nhiêu ạ? 10% toàn phần, đúng chưa? Ok chưa? Rồi, còn trường hợp tiếp theo, nếu như cá nhân này mà có ký hợp đồng lao động mà có thời gian từ 3 tháng trở lên thì khi đó chúng ta sẽ tính thuế như thế nào? Đúng rồi, lúc đó chúng ta sẽ tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Tất nhiên sự khác biệt giữa toàn phần và lũy tiến từng phần như thế này nó liên quan đến thứ nhất là gì ạ? Xác định liên quan đến các khoản giảm trừ, cái tiếp theo nữa là thuế suất nó cũng sẽ khác nhau. Ok chưa ạ? Thông thường với một cá nhân liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công, việc tính kê khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân giữa trong mối quan hệ giữa cơ quan chi trả thu nhập với cá nhân đó, chúng ta sẽ có thể chia ra 3 nhóm trường hợp như thế này. Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ sẽ đến câu hỏi đầu tiên mà chúng ta có đề cập. Đấy là mẫu 05 QTT của chúng ta là gì? Đây là mẫu quyết toán thuế thu nhập cá nhân dùng cho cơ quan chi trả thu nhập, có thể là tổ chức, là cá nhân, là mà là cơ quan chi trả thu nhập. Trước khi đi vào chi tiết của cái mẫu này thì mình lưu ý lại với các bạn, cái này thì hình như là trên văn bản không có đề cập. Tuy nhiên mình muốn nhấn mạnh, muốn lưu ý với các bạn, mục đích của cái mẫu quyết toán thuế 05 này nó nhằm hai mục đích. Mục đích số 1, phần này nó sẽ là tổng hợp thông tin liên quan đến tổng thu nhập mà cơ quan chi trả cho cá nhân cộng với số thuế mà cơ quan chi trả đã khấu trừ nộp thay cho cá nhân đó trong năm là bao nhiêu. Được chưa? Mục đích số 1 là mục đích chỉ đơn thuần là tổng hợp thông tin thôi. Được chưa? Mục đích số 2 ở đây sẽ là mục đích số 2 của trên cái mẫu quyết toán của cơ quan chi trả thu nhập này sẽ là nhằm mục đích quyết toán thay. Nhưng các bạn lưu ý, cơ quan chi trả thu nhập chỉ được phép, mà thực ra là trong một số trường gọi là chỉ nên nhận quyết toán thay cho các cá nhân đủ điều kiện để có thể ủy quyền. Được chưa? Ở đây mình nhấn mạnh phải là gì ạ? Đủ
điều kiện để quyền quyết toán. Ok chị ạ? Rồi, đi kèm với cái mẫu quyết toán 05 này, chúng ta sẽ có ba cái phụ lục. Được chưa? Ở đây chúng ta sẽ có ba cái phụ lục mà hay chúng ta cũng có thể gọi là bảng kê. Đấy là bảng kê số 01, được chưa? Tiếp theo nữa là bảng kê số 02 và bảng kê số 03. Chúng ta sẽ nói về bảng kê 03 trước vì cái này nó đơn giản hơn và không liên quan trực tiếp đến câu hỏi của chúng ta. Trong đó, bảng kê số 03, bảng kê này mục đích là để tổng hợp thông tin liên quan đến người phụ thuộc của tất cả những cái đối tượng mà trong kỳ cơ quan chi trả thu nhập đã tiến hành trả thu nhập khấu trừ tính khấu trừ nộp thuế thay nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân đó. Được chưa? Đấy là bảng kê 03. Ok chưa? Rồi, câu chuyện còn lại là bảng kê 01 và bảng kê 02. Đây sẽ liên quan trực tiếp đến câu hỏi của chúng ta đấy ạ. Hai bảng kê này thì theo hướng dẫn và theo mẫu biểu của cơ quan thuế thì hai bảng kê này nhằm kê khai cái gì? Các bạn lưu ý ở đây. Cái này thì thông tin các bạn hoàn toàn có thể tham khảo được trong các văn bản hướng dẫn, đặc biệt là các tài liệu, các công văn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hơi buồn một chút là năm 2017 thì chưa có một cái công văn chính thức nào của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, một số cục thuế địa phương, ví dụ như là Cục thuế Hà Nội hoặc là Cục thuế Đồng Tháp có ban hành cái công văn để hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho năm 2017. Trong đó có phần hướng dẫn kê khai và lên tờ khai. Thì các bạn có thể tham khảo để biết là trong định nghĩa theo phong mẫu biểu của HTKK thì những cái mẫu này là cái gì. Ở đây chúng ta sẽ có mẫu 01, cái bảng kê 01 này nhằm để kê khai những để tổng hợp thông tin và kê khai những cái cá nhân mà gì ạ có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên một, được chưa? Có nghĩa là gì ạ? Là đối tượng nào đấy? Chính xác sẽ là đối tượng này. Ngoài ra các bạn cũng cần lưu ý nữa là trên form 01, trên cái bảng kê 01 này chính là cũng sẽ kê khai và tổng hợp thông tin của những người đủ điều kiện để thực hiện ủy quyền quyết toán, đúng không ạ? Chỉ có trên cái bảng kê trên cái 01 đấy mới có cái ô để các bạn tích vào, tích gì ạ? Ủy quyền quyết toán thay, đúng chưa? Và đó cũng là sẽ bao gồm các đối tượng này. Ok chưa? Còn cái biểu 02, cái bảng kê 02 này sẽ thể hiện thông tin gì? Trên đây sẽ thể hiện thông tin của nhóm đối tượng này, của nhóm các cá nhân tính theo biểu toàn phần. Ở đây cụ thể là gì ạ? Là các cá nhân cư trú. À, xin lỗi các bạn, cá nhân không cư trú hoặc là các cá nhân cư trú nhưng sẽ dùng mực khác đi cho các bạn dễ hình dung. Thế chưa? Chúng ta sẽ dùng mực màu xanh. Rồi, đầu tiên đối với bảng kê 02 là để tổng hợp thông tin liên quan đến các cá nhân không cư trú mà trong kỳ cơ quan chi trả thu nhập hay nhóm khác cả doanh nghiệp có trả thu nhập và đã khấu trừ thuế đối với đối tượng là cá nhân không cư trú. Ok chưa? Đồng thời sẽ tổng hợp thông tin của đối tượng này nữa, tức đối tượng không có hợp đồng lao động hoặc là hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì cũng sẽ tổng hợp trên bảng kê số 02. Ok chưa? Đây là hướng dẫn form mẫu biểu theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại với trường hợp câu hỏi của chúng ta là gì ạ? Cá nhân mà trong năm đồng thời có phát sinh cả trường hợp này. Trường hợp số 1, tức là có hợp đồng thời vụ đã khấu trừ thuế 10%. Cái số 2 là có hợp đồng lao động và đã tính và xác định khấu trừ thuế theo biểu lũy tiến từng phần. Ok, đến đoạn này chúng ta đã ra kết luận rồi chưa ạ? Chưa. Chúng ta vẫn phải đặt một câu hỏi tiếp nữa, đấy là gì ạ? Ở đây chúng ta sẽ phải đặt một câu hỏi nữa là bản thân cá nhân này có đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán cho công ty hay không, đồng thời cũng là gì ạ, công ty có nhận ủy quyền làm quyết toán thay cho cá nhân này hay không. Nếu có thì câu trả lời về đâu ạ? Chính xác, nếu có thì câu trả lời chắc chắn sẽ về đây. Vì sao ạ? Thì chỉ có trên cái bảng kê 01 này thì mới thể hiện, mới thực hiện được cái động tác là gì ạ, thực hiện tính toán lại và quyết toán thay cho các cá nhân đủ điều kiện ủy quyền, được chưa? Còn nếu như trường hợp cá nhân này không đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán, có nghĩa là cái mục đích quyết toán thuế của cơ quan chi trả thu nhập đối với cá nhân này là gì ạ? Có phải làm cái này không ạ? Không, không phải làm cái động tác số 2, chỉ còn lại làm động tác gì thôi ạ? Động tác số 1, chỉ làm động tác này thôi, chỉ làm động tác tổng hợp thông tin. Đã là tổng hợp thông tin thì ở đâu trả về đó, có nghĩa là gì ạ? Những kỳ nào mà doanh nghiệp khấu trừ thuế của cá nhân đó theo biểu toàn phần
10% hay là gác theo dạng là không có hợp đồng lao động hoặc hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì sẽ được kê trên biểu 02. Còn thời gian nào, những tháng nào, những kỳ nào mà doanh nghiệp trả thu nhập tính khấu trừ thuế cho cá nhân đó theo biểu thuế lũy tiến từng phần theo dạng là có hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì sẽ được kê trên biểu 01, tức là cùng một người nhưng các bạn sẽ kê trên hai bảng kê, được chưa? Phần thông tin này đặc biệt đối với cái trường hợp mà bị phải kê trên hai bảng kê đó, chia buồn với các bạn là hiện tại thì không có một cái công văn nào hướng dẫn một cách cụ thể. Tuy nhiên với kinh nghiệm của chúng tôi khi mà đi làm với đội kiểm tra thuế thì cái cách mà đội kiểm tra thuế người ta sẽ tính toán lại cái quyết toán thuế hoặc cái nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp mà cơ quan chi trả thu nhập đã khấu trừ thay cho cá nhân có đúng hay không, người ta sẽ tính toán bằng cách họ sẽ xem lấy thông tin trên bảng kê 01 và lấy thông tin trên bảng kê 02. Bởi vì cái này mục đích là gì ạ? Để chỉ tập hợp những cái thông tin liên quan đến cái đối tượng mà tính theo biểu lũy tiến từng phần thôi. Thế nên họ sẽ lấy thông tin trên bảng T01, họ áp theo biểu thuế lũy tiến từng phần tính toán lại và so sánh với số mà doanh nghiệp đã thực hiện khấu trừ và đã nộp xem là có chênh lệch hay không. Thấy chưa? Tương tự như vậy với bảng T02 cũng tương tự như thế. Như vậy, nếu như trong trường hợp là có bạn hỏi là bên em vẫn hay làm là mặc dù cá nhân đó không đủ điều kiện quyết toán, ủy quyền quyết toán nhưng bên em cho hết vào một bảng kê là bảng kê 01. Lý do là tại thời điểm quyết toán, tức là tại thời điểm hết năm, tại thời điểm nộp cái báo cáo quyết toán này, cá nhân đó đang ở tình trạng là gì ạ? Họ có hợp đồng lao động trên 3 tháng và đang tính theo việc lũy tiến từng phần nên bạn cộng hết cả hai cái vào đây. Tôi trả lời bạn ấy hỏi là vậy thì có sao không? Thực ra mà nói thì nó có thể trả lời một cách chính xác là sao hay không ở chỗ này. Không, chúng ta sẽ không có được câu trả lời chính xác. Tuy nhiên như chúng ta vừa trao đổi, rủi ro nó sẽ là ở đoạn này. Nếu sau này doanh nghiệp các bạn có thanh tra thuế, đoàn thanh tra thuế vào thì cái cách đoàn thanh tra thuế tính lại nghĩa vụ thuế mà các bạn doanh nghiệp các bạn phải khấu trừ và nộp thay cho cá nhân sẽ tính bằng cách đó. Lấy số trên biểu 01 tính lại theo biểu lũy tiến từng phần so sánh với số thực tế nghĩa vụ mà doanh nghiệp đã nộp. Tương tự như vậy với biểu 02. Như vậy rõ ràng nếu như thu nhập thực tế thì các bạn khấu trừ toàn phần 10% theo biểu 02 nhưng các bạn lại cộng vào đây thì khi cơ quan thuế tính toán lại chắc chắn là sẽ có sự sai lệch. Thì trong cái phần này quan điểm của bên mình là đối với trường hợp như vậy, quan điểm bên mình kết luận cho câu hỏi này là trong trường hợp cá nhân đó mà đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp và doanh nghiệp chấp nhận cái ủy quyền đó thì sẽ kê toàn bộ thông tin trên bảng kê số 01 tích vào ô ủy quyền quyết toán để tính toán lại và thực hiện lại tiền sẽ tính toán xem là nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân của cá nhân đó trong năm như thế nào, có cần phải nộp thêm không hay phải hoàn trả lại cho người ta, được chưa? Còn nếu như trường hợp ngược lại cá nhân đó không đủ điều kiện để ủy quyền quyết toán cho doanh nghiệp thì khi đó các bạn chỉ thực hiện cái chức năng là tổng hợp thông tin trong năm, trong tháng, trong quý đã khấu trừ của cá nhân đó những bao nhiêu thuế đã chi thực tế chi trả bao nhiêu loại thu nhập và bao nhiêu tiền cho cá nhân đấy thôi. Khi đó khi tổng hợp thông tin thu nhập nào thuộc diện bảng kê 01 chúng ta cho vào bảng kê 01, thu nhập nào thuộc diện thuộc loại của bảng kê 02 thì chúng ta sẽ cho vào bảng kê 02. Thì đấy là câu trả lời của bên mình. Nếu như các bạn còn thắc mắc gì nữa liên quan đến phần kế toán thuế thu nhập cá nhân hoặc kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp có thể gửi câu hỏi để cho bên mình sẽ sắp xếp tiến hành để giải đáp. Cảm ơn các bạn.